nhất nhiều quá ha. Rồi, đề bài nha mọi người. X bình nè, trừ 2m cộng 2 x cộng 6m cộng 3 bằng 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2. Được chưa? Thỏa mãn A bằng x1 bình x2 cộng x1 nhân x2 bình đạt giá trị nhỏ nhất. Nhỏ nhất là min đó các bạn, min đó. Thì thứ nhất các bạn phải chốt lại tìm m để có hai nghiệm trước. Thì các bạn viết lại đề nè. X bình trừ 2m cộng 2 x cộng 6m cộng 3 bằng 0. Xác định giúp là A nè, B nè và C nè. A bằng 1 nè, B bằng trừ 2m cộng 2 nè, cộng xin lỗi, C nè bằng 6m cộng cộng 3. Được chưa? Vậy ta tính thì các bạn cố gắng khi gặp bài toán mà có liên quan về m, phương trình bậc 2 có m, các bạn cố gắng nếu tính được delta phẩy thì các bạn tính delta phẩy giúp giúp lỡ nha. Thì đây các bạn tính được b, b phẩy bằng b chia 2. Lấy thằng này chia 2 ra trừ m cộng 2 để cho nó gọn thôi các bạn ơi. B phẩy bằng delta phẩy bằng b phẩy bình trừ ac bằng b phẩy nè trừ m cộng 2, nhớ số âm các bạn đóng ngoặc vào, trừ 4 nhân a, xin lỗi ở đây không có 4 nha mọi người, đừng có lẫn lộn nha, 1 nhân cho c là 6m cộng 3. Rồi ở đây bình phương mất dấu trừ, vậy đây là hằng đẳng thức a bình cộng 2 nhân a nhân b cộng b bình, trước ngoặc có dấu trừ trong đổi dấu đó, trong đổi dấu dễ bằng đây m bình, viết lại đây là 4 nè trừ 2, 4 mà trừ 6, xin lỗi, 4 trừ 6 còn lại trừ 2m, đây 4 nè mà trừ 3 còn lại là cộng cộng 1. Thì các bạn nghĩ đây là hằng đẳng, đẳng thức 1 là chính là 1 bình đó các bạn. Vậy mình sẽ có là gì? A trừ B tất cả cả bình. Được chưa? Lớn hơn bằng bằng 0. Nhớ A bình luôn luôn lớn hơn bằng bằng 0. Được chưa? A bình luôn luôn lớn bằng 0 với mọi m. Vậy phương trình có hai nghiệm phân xin lỗi, hai nghiệm, được chưa ạ? Với mọi m. Thì bạn nhớ là đây là delta phẩy nha bạn, delta phẩy thì là b bình trừ b phẩy bình trừ ac nha, cẩn thận nha, đây là tính delta phẩy nha bạn, vừa tính delta phẩy nha chứ không phải là delta đâu nha bạn. Rồi tiếp theo nè, thì để tính cái biểu thức này các bạn nghĩ ngay đến là gì à? Hệ thức vi vi s, hệ thức vi vi s thì sẽ có s bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia a, trừ trừ thành cộng nè, chia 1 khỏi chia đó, b nè x1 nhân x2 nè bằng c chia a nè, c nè chia a, vậy là 6m cộng cộng 3. Sau đó các bạn viết là cái biểu thức a bằng x1 bình x2 cộng x2 x1 nhân x2 bình. Rồi hai thằng này có chung gì à? Đó là x1 nhân x2, rút nè, mang ra đặt nhân tử chung rồi các bạn rút, còn lại là x1 cộng x2, đây chính là b nè và đây là s, vậy là b nhân s bằng b đâu à? B đây, 6m cộng 3 nhân s đâu? Nhân đây, 2m cộng 2. Rồi bằng, tới đây các bạn phân phối vào giúp lợi, đây phân phối số 2 vào đây trước nha, 6m cộng 3 nhân cho 2m cộng 4. Rồi tiếp tục các bạn phân phối vào, phân phối vào nè, vậy xảy ra là đây là ra 12m bình, đây là ra cộng 24m, đây là ra cộng 6m, đây là cộng 10, 12. Các bạn kiểm tra xem coi lỡ có bị sai không nha các bạn. Và hai thằng này ra bao nhiêu à? 3 30 30m cộng 12. Rồi, để giải quyết thằng này nha, từ bước này xuống bước này các bạn nên xem giúp lỡ lớn hơn 10 lần nha, để nhớ kỹ năng nha các bạn, nhớ kỹ năng nha các bạn. Rồi, bước 1 nè, luôn luôn để trước
M bình là số 1 nên mình mang 12 ra đặt làm nhân tử chung. Thì cái này chia cho 12, cái này chia cho 12, 30 chia 12 ra bao nhiêu ạ? 30 chia 12 bằng 5/2. Cộng 12 chia 12 ra 1. Ok chưa? Bước này nha, bằng nè, các bạn tập trung nè. Rồi, ở đây là dấu cộng nè và tập trung vào M giúp lợi. Các bạn nhớ hàng đẳng thức A cộng B tất cả bình bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Vậy đây là A bình nè, 12 viết lại nè. A bình nè, đó, cộng 2 nhân A nè, nhân cho B. B bằng bao nhiêu? Lấy thằng này, chia thằng này. 5/2 M chia cho 2M, rút ra 5/4. 5/4. Rồi, tiếp tục theo hàng đẳng thức thì phải cộng B, B bình, đây là B nè, là 5/4 tất cả bình. Rồi, còn dư bao nhiêu? Lấy thằng này trừ thằng này. Vậy là 1 trừ 1 trừ 5/4 tất cả bình chính là 25/10. 10 mấy à? 16 bằng, thì ra là trừ 9/16 trừ 9/16, được chưa? Sau đó các bạn nhìn vào đây, từ đây tới đây là hàng đẳng thức nha mọi người. 12 mở ngoặc, đây là A cộng B tất cả bình trừ 9/16. Sau đó các bạn phân phối vào, lấy 12 phân phối vào, ra 12 M cộng 5/4 tất cả bình trừ, lấy trừ 6/10 trừ 9/16 nhân cho 10, 12 bằng trừ 27/4. Rồi, thì ở đây các bạn nhớ đây nếu trừ đúng không ạ? Thì thêm dấu cộng vô để cho các bạn hình dung nè. Rồi, nhớ là kiến thức A bình cộng B thì luôn luôn lớn hơn bằng B. Đây là A bình nè, cộng B thì lớn hơn bằng trừ 27/4. Vậy A miên, A đạt giá trị nhỏ nhất bằng, lớn hơn bằng thì là nhỏ nhất trừ 27/4. Nhỏ nhất khi A này bằng 0 đồng nghĩa nè, em tương đương M cộng 5/4 bằng 0. Vậy M bằng trừ 5/4. Ok không ạ? À? Ok không ạ? À?